Rồi, đối với cái này thì mọi người cắt luôn. Mọi người cứ để khô, để cái này đang khô. Nếu mọi người không có nước giếng và nước cây thì mọi người dùng nước không tên, nhưng mà mọi người phải bỏ vô cái xô hoặc là cái thi gì đấy. Rồi, mến chào quý bà con, cô bác, anh chị và các bạn đã đến với kênh Bonsai Dừa Hoàng Linh, nơi chia sẻ kinh nghiệm học hỏi trồng cũng như và nuôi dưỡng cây dừa bonsai Việt Nam nha. Thì Linh cũng mới ra một cái clip để hướng dẫn cô chú anh chị mình mua phôi bên Linh cách ôm trong nước cũng như ôm trong giá thể như thế nào. Thì hôm nay thì Linh lại làm thêm một cái clip nữa. Thì đến khi mọi người ôm được cái cây như thế này thì mình nên xử lý như thế nào là tốt nhất. Mình làm cái clip này cũng để hướng dẫn tất cả cô chú anh chị đã mua phôi bên mình. Làm hướng dẫn cho mọi người biết cách như thế nào làm ra một cây bonsai chuẩn và đẹp, và cũng đồng thời hướng dẫn cho tất cả cô chú anh chị nào đam mê cây dừa kiểng, cây dừa bonsai. Ở nhà có dừa thì mình tự lấy ra mình lột mình làm cũng có thể có được một cái tác phẩm rất là ok, rất là đẹp nha mọi người. Thì ngay sau đây thì mình sẽ quay cận lại và hướng dẫn mọi người chi tiết xử lý như thế nào khi cây dừa lên như thế này nha mọi người. Rồi mọi người cùng theo dõi nha. Rồi đây mọi người, khi cây dừa chúng ta đã lên như thế này, nó vừa lú một lá hoặc là nó vừa lú chút xíu thôi. Cây này thì mình hơi cao, mình lấy cái mẫu hơi cao, nó vừa lú chút xíu như đây cũng được mọi người. Đó, thì mình bắt đầu xử lý nha mọi người. Mọi người có thể dùng lưỡi lam, dao gọc giấy, hoặc là dao mổ bên y tế. Đây là mình đang dùng cái dao mổ bên y tế mọi người. Mọi người có thể ra tiệm thuốc tây mua thì có rất là nhiều nha. Giá thành thì không cao đâu, lưỡi có mấy ngàn thôi. Mọi người cắt, trước tiên là mọi người cắt như thế này để mình lấy nét cho mọi người xem. Đây, những cái bẻ dưới này thì mọi người cắt bỏ đi. Mọi người dùng dao cắt nhẹ nhàng, đừng cho phạm bơi vô bên trong nhiều nha. Đó, những cái bẹ này nó ôm cái mọng lúc còn nhỏ nè mọi người, bây giờ nó đã khô rồi nè, mình xử lý nó, dọn vệ sinh cho nó. Rồi đối với cái này thì mọi người cắt luôn. Có thể cây dừa, có thể có những cây dừa là những cái bẹ ôm này nó rất là nhiều, nhưng mà mọi người mấy cái bẹ dưới này là mọi người cắt hết. Đó mọi người thấy không? Đó, mọi người cắt đừng sát quá nha. Cái nào khô thì mình cắt sát, cái tươi thì mình cắt chừa một ít như thế này để nó không ảnh hưởng tới cái mọng non bên trong. Nếu cây dừa có 4-5 cái bẹ ôm như thế này thì mọi người cắt hết, chỉ chừa 2 bẹ trên đầu này thôi nha. Tất cả là chừa 2 bẹ trên đầu hết. Đó, trên đây là mọi người xử lý như thế nào. Thì đây, đó, mọi người gọc ra cho Linh. Đây, mọi người xé ra, mọi người xé nhẹ tay thôi, vừa tới thôi nha mọi người. Đừng có xé vừa tới cái mí mình vừa cắt đây nè. Xé quá thì nó vô trong non thì nó sẽ không bảo vệ được cái đọt non bên trong nha. Đó, mọi người cứ gọc ra. Đó, mọi người cứ gọc ra để đây. Gọc ra như thế này. Đó, gọc nhỏ ra, gọc nhỏ nhỏ ra, tước nhẹ xuống, tước nhẹ xuống như thế này. Rồi, mọi người cứ để im đây, khi nào khô mình mới cắt tiếp nữa nha mọi người, chứ mọi người cắt luôn là cây sẽ mất sức nha. Rồi, cái này mình cũng gọc như thế. Tác dụng của gọc này là mọi người để làm gì? Để cho cây nó phát triển bung ra, nó không ôm nó cao. Tại vì cái này ôm thì nó sẽ lên cao hoài, là cây dừa rất là cao, không còn gọi là mini, không còn gọi là bonsai nữa nha. Nó không đẹp. Tác dụng cắt cái này để làm gì? Đó là để cho cây dừa nó đến cái tầm này, cái tầm nhỏ nhỏ là nó bung ra, nó rất là đẹp, nó không lên cao. Đây, mọi người cứ cắt nhỏ ra, nhỏ ra. Đó, nhưng mà cái bao sát trong đọt non này là mọi người xé dừa thôi, đừng xé sâu quá nha. Sâu quá nó cũng không tốt cho cái đọt non đâu. Rồi, mọi người cứ để im đây. Đó, mọi người cứ để im đây. Đây, lấy nét cho mọi người xem. Đó, như thế là chúng ta đã xử lý một giai đoạn tiếp theo là giai đoạn thứ hai. Thì Linh sẽ ra từng giai đoạn clip, từng giai đoạn để chỉ mọi người. Linh sẽ tạo một cái danh sách phát ở trên kênh YouTube của Linh là cách trồng dừa bonsai từ A đến Z. Mọi người cứ vô danh sách phát đó, là mình sẽ để từng tập
từ A đến Z, từ lúc ôm đến thành phẩm xử lý như thế nào. Thì mọi người cứ theo dõi là mọi người sẽ làm ra được một cây bonsai đẹp, tự làm ở nhà chơi rất là tuyệt vời. Mọi người cứ để khô, để thế này đến khô đó. Đến giai đoạn khác thì mình sẽ làm một cái clip khác nữa. Rồi một điều lưu ý với mọi người là mọi người để như thế này, vừa cắt ra xong là mọi người không nên tưới nước vào đây nhé. Mình để khoảng 2 ngày mình hạ tưới nước, tại vì tưới nước nó lọt vô trong đây là nó sẽ dễ bị úng đọt lắm nha mọi người. Nếu có mưa thì mọi người đem vô nhà, đừng nên để ngoài mưa nha. Để ngoài mưa là cây chết không cứu được đâu mọi người. Một điều lưu ý rất là quan trọng cho tất cả cô chú anh chị ở chợ, ở khu đô thị mua phôi bên Linh về, là không nên tưới nước không tên nha mọi người. Nếu mọi người không có nước giếng và nước cây thì mọi người dùng nước không tên, nhưng mà mọi người phải bỏ vô cái xô hoặc là cái thi gì đấy để cho 3-4 ngày để chất tẩy clo trong nước tan đi mất nha, bay bốc hơi nha, rồi mới tưới nha. Chứ còn để mà chất clo trong nước còn thì mọi người tưới vô, bảo đảm với mọi người cây sẽ chết. Đây, xử lý rất là mau mọi người. Mọi người chỉ cần bỏ công ra khoảng chừng 5 phút là trên nè, không tới 5 phút nữa mọi người. Mọi người cứ cắt nhỏ, cắt nhỏ, cắt nhỏ. Một điều lưu ý là mọi người nên nhớ là những cái bẹ dưới này có khi cái mọng nó rất là nhiều bẹ ha. Mọi người cứ cắt bỏ, cắt bỏ, cắt bỏ, giống như lên chừa lại một ít như thế này. Chỉ chừa 2 bẹ trên đầu để mình tước ra nha mọi người. Rồi, vậy là clip của Linh hướng dẫn với mọi người cách cắt bẹ, gọi là cắt áo ôm đó mọi người, cho cây lần đầu tiên khi cây mới nhú mầm lên như thế này. Thì kỹ thuật thì chỉ có vậy thôi mọi người. Mọi người cứ cẩn thận mà cắt, đừng có cho nó cây dao nó vô cái đọt non. Để vô đọt non sau này cây mọc lên sẽ có thẹo rất là xấu nha mọi người. Thì đó. Thì Linh, bên Linh thì có cung cấp nhiều loại phôi cho mọi người không có thời gian mà đi kiếm phôi về trồng, thì có thể mua phôi bên Linh về chơi. Thì Linh đã làm phôi thì đánh bóng sẵn hết rồi mọi người. Phôi bên Linh là đánh bóng sẵn cho mọi người hết. Mọi người về chỉ ôm và chơi thôi. Và mua nước sơn, sơn lên là rất là đẹp rồi. Đó, để chống nước gáo nha mọi người. Thì phôi bên Linh thì mầm, đều có mầm hết. Mầm to, mầm khỏe cho mọi người. Giờ chỉ cần ôm và chơi thôi. Người ôm đến khi thời điểm này, đến khi nó phát triển như thế này thì mọi người xử lý tiếp. Rồi, mình sẽ có những clip từng giai đoạn cho mọi người, để mọi người xem và làm theo. Thì mọi người sẽ có một cây bonsai đẹp thôi. Mọi người cứ yên tâm nha. Phôi Minh Linh thì cung cấp thì phôi gáo tròn, gáo dài, phôi mini, siêu mini và siêu siêu mini, và phôi to vừa vừa. Thì tất cả Linh đều đánh bóng hết cho mọi người. Mọi người về vậy không cần đánh bóng nữa, chỉ là bỏ vào ôm và chăm sóc, tưới nước, giữ ẩm cho cây để cây phát triển thôi. Rồi, mọi người có nhu cầu liên hệ cung cấp phôi thì mọi người liên hệ với mình qua số điện thoại bên dưới màn hình nha mọi người. Mình có để số điện thoại Zalo bên dưới màn hình. Mọi người có nhu cầu thì cứ nhắn tin hoặc là gọi điện cho mình. Mình sẽ gửi những cái mẫu phôi cho mọi người. Mọi người thích thì phôi nào thì mình Linh sẽ ship cho mọi người code toàn quốc luôn nha mọi người. Linh ship code toàn quốc tất cả luôn nha mọi người. Rồi mọi người, clip của Linh hướng dẫn mọi người cách cắt bao lần đầu tiên cho cây dừa bonsai của chúng ta thì đến đây xin tạm dừng nha mọi người. Rồi, xin hẹn mọi người trong những clip về dừa bonsai lần sau nha. Chúc mọi người làm được những cây bonsai thật là đẹp, thật là tuyệt vời để trưng trong phòng khách hoặc là trên bàn làm việc của mình nha. Và xin chúc mọi người làm ăn phát tài phát đạt. May mắn luôn đến với mọi người mỗi ngày nha. Rồi, chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp mọi người trong những clip về bonsai dừa lần sau nha.